quý Trang Văn Thành, sinh ngày 16 tháng 9 năm 1947 tại Rạch Giá, Kiên Giang, một cô cha từ năm lên 9 tuổi. Cha của Trung úy Trang Văn Thành là ông Trang Văn Cánh, một nhân viên làm việc cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Một hôm trên đường đi công tác bằng tàu, ông đã bị địch phục kích và tấn công. Ông Cảnh bị trọng thương và rơi xuống sông, sau đó cố bơi vào bờ, nhưng vì vết thương quá nặng nên đã khiến ông qua đời ngay sau đó. Cậu bé mồ côi cha Trang Văn Thành được mẹ gửi vào trường thiếu sinh quân ở Vũng Tàu, Việt Nam Cộng Hòa. Trường luyện thép thiếu sinh quân này đã trui luyện một Trang Văn Thành dũng cảm trên chiến trường, với tinh thần chống địch cao độ, quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ quê hương đất nước. Trang Văn Thành gia nhập binh chủng không quân Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1968. Một năm sau đó, ông được gửi đi du học tại Hoa Kỳ và trở về Việt Nam vào giữa năm 1970. Về nước, ông phục vụ cho phi hành đoàn Xích Long 413, làm việc trên vận tải cơ C-119, loại phi cơ chuyên chở hành khách và hàng hóa với tư cách là một hoa tiêu phụ. Cuối năm 1970, ông được thượng huấn làm hoa tiêu chánh và rồi trở thành trưởng phi cơ AC-119 của phi hành đoàn Tỉnh Long 821. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ chịu đựng những cơn mưa pháo kích long trời lở đất do địch quân dội vào phi trường Tân Sơn Nhất, khơi dậy cơn phẫn nộ của dũng tướng Trang Văn Thành, con người không khuất phục định mệnh, không quanh tay ngồi yên chờ quân địch pháo kích sát hại. Trung úy Trang Văn Thành đã dõng dạc đứng lên kêu gọi đồng đội, tự điều động phi hành đoàn dự bị của mình để bay lên không trung quyết tử chiến với quân địch. Dù thời điểm đó, Bộ Tư lệnh Không quân, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng đều đã tê liệt và đang trên đà tan hàng rã ngũ. Trong đám đông của hơn 40 nhân viên phi hành hiện diện tại phi đoàn Tỉnh Long 821, người ta nhìn ông trong sự ngạc nhiên, thương hại với nghĩ thầm lặng, thằng điên. Khi cuộc chiến Việt Nam đã gần như được định đoạt, ai ai cũng đang tìm đường tẩu thoát, kiếm cách đưa vợ con và thân nhân ra khỏi nước, thì Trung úy Trang Văn Thành lại làm điều hoàn toàn ngược lại. Sự im lặng của mọi người bỗng chốc tan vỡ khi Trung sĩ Nhất Phan Quốc Tuấn bước ra khỏi đám đông trước sự ngơ ngác của mọi người. Trung sĩ Tuấn đã có hàng trăm phi vụ bay đêm cùng Trung úy Thành, người mà Tuấn vô cùng ngưỡng mộ, quý mến trong tình đồng đội và làm việc với nhau rất hợp rơ. Tiếng xì xào vang lên trong phi đoàn, lần lượt sĩ quan phi công Trung úy Trần Văn Hiền và năm sĩ quan dũng cảm khác lặng lẽ đứng lên tiến về phía Trang Văn Thành. Theo tiếng gọi của non sông, tiếng gọi của đất nước, họ cùng hỗ trợ Trang Văn Thành đứng lên chiến đấu, sống và chết với nhau trong những giây phút tử chiến cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam. Họ đã thành lập một phi hành đoàn anh dũng, đoàn kết và gan dạ. Một phi hành đoàn thực sự có tinh thần chiến đấu duy nhất còn sót lại của không lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã chiến đấu ở thế đơn độc, khi không cần đến phi cơ đồng đội phụ trợ, không cần phi vụ lệnh và cũng chẳng cần chờ đến lệnh của cấp trên. Từ Bộ Tư lệnh Không quân hay Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa, tất cả đều đã rã ngũ và đã ra đi. Phi hành đoàn anh dũng này thi hành công tác theo mệnh lệnh của lương tâm, của một quân nhân có trách nhiệm với quê hương, với tổ quốc thân yêu. Gương mặt đầy phẫn nộ cho vận nước điên đảo của Trung úy Trang Văn Thành thể hiện lần cuối cùng tại cửa phi đoàn Tỉnh Long 821. Trước khi họ lên đường chiến đấu, Thành buồn bã tuyên bố lời cuối cùng với quyền sĩ quan gạ hỏi ý ông rằng: "Trung úy có cần tôi ghi tên phi hành đoàn của Trung úy vào sổ trực hành quân để báo cáo lên không đoàn không, thưa Trung úy?" Trang Văn Thành nhanh nhẩu trả lời: "Vô ích, sổ trực hành quân phi hành đoàn tôi đã xé rồi, cơ quan đầu não còn nữa đâu mà báo cáo làm chi cho mất công chứ. Giờ đây chúng tôi tự nguyện chiến đấu cho đất nước vì trách nhiệm của một quân nhân mà không cần đến lệnh của bất kỳ ai, không làm phiền thiếu úy đâu, chúng tôi phải gấp rút lên đường chiến đấu đây." Chiếc phi cơ AC-119 của Trung úy Trang Văn Thành gầm thét náo động khắp phi trường Tân Sơn Nhất. Hòa lẫn với tiếng động cơ là những loạt pháo kích dữ dội của địch quân bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất. Phi cơ của Trung úy Trang Văn Thành rời khỏi phi đạo, rẽ mũi bay về bên trái, hướng Tây của thủ đô Sài Gòn. Ông nhanh nhẹn cho phi cơ bay lên cao độ, bay vài vòng quanh phía Tây thủ đô, hòng quan sát tình hình chiến sự giữa địch và ta. Vừa mới bay lên không trung nên ông cần nhiều thời gian để quan sát,
theo dõi và lựa chọn mục tiêu trước khi bắn ra những loạt đạn quyết định để tiêu diệt quân địch. Sau khi phi cơ cất cánh, trong 2 tiếng đồng hồ vắng bặt âm thanh của máy bay, người ta cứ ngỡ đó là chiếc vận tải cơ chiến đấu AC-119 hèn nhát đã cất cánh bay đi và đã di tản khỏi thủ đô Sài Gòn để tìm sự sống một cách nhục nhã. Mất gần 2 giờ đồng hồ bay lượn trên bầu trời Đồng Tháp 10, ven đô phía Tây Sài Gòn để chờ sáng, đồng thời quan sát kỹ lưỡng các mục tiêu, rồi con hắc đại bàng dũng mãnh lại gầm thét ồn ào, lù lù xuất hiện trở lại bầu trời trong sáng ở Tân Sơn Nhất. Bây giờ là 7 giờ hơn, mặt trời đang lên, thành phố Sài Gòn đang bừng sáng ở phía đông, sân bay Tân Sơn Nhất đang bị san bằng, mịt mù khói lửa. Vài đám khói trắng để lộ các mục tiêu dàn đại pháo của địch đang rót những loạt đạn pháo vào phi trường. Tọa độ được phát hiện tại những cánh rừng thưa gần sớm mới, phía bắc ven đô của quận Gò Vấp. Có lẽ là địch đã rút tỉa được kinh nghiệm từ sự thất bại nặng nề trong trận tổng công kích Tết Mậu Thân năm 1968, khi hàng trăm xe quân địch phải thay trên quốc lộ 1, do hỏa lực của vận tải cơ chiến đấu AC-47 thuộc phía đoàn Hỏa Long đã bắn hạ, trong lúc họ đang cố gắng tấn công ào ào vào thủ đô Sài Gòn từ phía Tây Bắc. Hướng này có nhiều đồng ruộng bằng phẳng, trống trải, ít dân cư, nên phi cơ rất dễ dàng tán xạ vào những mục tiêu bên dưới. Lần này chúng tiến chiếm Sài Gòn bằng hướng Đông Bắc gần rừng thừa để trà trộn vào những khu đông dân cư, tránh né những cuộc không tập với hỏa lực hùng hậu của không lực Việt Nam Cộng Hòa. Chính vì thế Trung úy Trang Văn Thành chỉ phát hiện và ghi nhận được những dàn trọng pháo, hỏa tiễn của địch đang bắn vào thủ đô Sài Gòn. Chúng được đặt rải rác từ những cánh rừng thừa ở mạn bắc của sớm mới thuộc quận Gò Vấp. Quân địch đã âm thầm mai phục phi cơ, lén lút đưa những dàn phòng không và hỏa tiễn tầm nhiệt vào bên trong quận Gò Vấp, một xóm nghèo đông dân cư thuộc ngoại ô thủ đô Sài Gòn, và tạo nên hai sự bất ngờ cho không lực Việt Nam Cộng Hòa. Thứ nhất, chúng đã dùng chiến thuật lẫn trốn vào những khu đông dân cư tại Gò Vấp, và nếu như không quân Việt Nam Cộng Hòa tán xạ vào đây, thì rất dễ gây tổn thương lớn đến sinh mạng của người dân vô tội. Thứ hai là những dàn phòng không được đặt ở đầu phi đạo, sẽ có thể bất ngờ bắn hạ, ngăn chặn những phi cơ cất cánh để tấn công vào lực lượng quân sự của địch, hoặc có thể bắn hạ các phi cơ di tản khỏi Sài Gòn. Trung úy Trang Văn Thành đã bị trúng kế như thế. Giờ hành động đã điểm, trước khi phi cơ bay vào mục tiêu chuẩn bị cho trận đánh lớn, Trung úy Trang Văn Thành đã hội ý cùng anh em trong phi đoàn lần cuối cùng trước khi thực hiện chuyến bay tự chiến. Chúng ta sẽ vào mục tiêu để tiêu diệt địch ngay bây giờ. Các anh em có ý kiến gì không? Tất cả những gương mặt đều tự tin trong im lặng. Tất nhiên họ đã hiện diện trên phi cơ là họ đã chấp nhận một cuộc tự chiến quần thảo với quân địch, cứu nguy cho thủ đô Sài Gòn đang trong cơn hấp hối, sụp đổ cận kề. Một giọng phát ra từ máy điện thoại của phi hành đoàn: quyết định thi hành phi vụ này là chúng tôi đã chấp nhận sự hy sinh, tùy theo quyết định của Trung úy. Trung úy Trang Văn Thành lái chiếc phi cơ bay bọc từ phía nam thủ đô Sài Gòn, vòng lên hướng Bắc để đánh một vòng bay đầu tiên vào các mục tiêu đã được phi hành đoàn ghi nhận trước đó. Một tràng liên thanh ầm ầm, nòng súng minigun xoay tròn, khói bốc lên, lửa đỏ lóe sáng. 6.000 viên đạn tua tủa bay ra khỏi nòng súng trong một phút, tạo thành những vệt đạn lửa trải rộng gần một cây số. Tiếp nối các vòng bay tấn công và diệt địch thứ hai rồi thứ ba, cuộc chiến đấu đầy dũng cảm cam go để bảo vệ thủ đô Sài Gòn đã diễn ra như thế. Mỗi một vòng bay, phi cơ trút hàng ngàn quả đạn đại bác 20mm xuống đầu địch. Kể từ khi con diều hâu xuất hiện và gầm thét ồn ào trên bầu trời Sài Gòn, quân địch đã phải im bặt trong hơn nửa tiếng đồng hồ. Các chiến sĩ không quân khác đang hiện diện trong phi trường Tân Sơn Nhất, ai nấy cũng đều phấn khởi, ngoi ra khỏi hầm trú ngột ngạt, reo hò đầy phấn khích. Hàng triệu đôi mắt hướng về chiếc phi cơ cứu tinh đang bay lượn ở hướng đông, sắp sửa nhả đạn, tán xạ vòng bay thứ tư xuống đầu quân địch. Phi hành đoàn đã chiến đấu không mệt mỏi, không đầu hàng, không bỏ chạy. Mỗi lúc chiếc phi cơ AC-119 lại tiến sâu vào trận địa dày đặc phòng không, trọng pháo của địch. Trung úy Trang Văn Thành đã hạ phi cơ thấp hơn các vòng bay trước đó để đánh địch quân và điều chỉnh cho thật chính xác. Ông hy vọng ở tầm cao 2.000 bộ sẽ có thể tán xạ hiệu quả hơn. Nhưng cao độ này khá nguy hiểm cho loại vận tải cơ chậm chạp như AC-119. Nó nằm trong tầm bắn trả của phòng không và hạ tiễn tầm nhiệt của địch.
Trung úy Trang Văn Thành dự định sẽ trải hai thùng đạn đại bác liên thanh 20 ly để phá hủy và dập tắt các nòng súng thuộc dàn đại bác của địch. Đó là những tọa độ mà ông vừa mới phát hiện được trong những vòng bay trước đó. Khi phi cơ của Trung úy Trang Văn Thành chưa kịp tiến gần đến mục tiêu địch, 8 nhân viên phi hành đoàn AC-119 hiện diện trên phi cơ cùng một cảm nhận là những tiếng nổ rung chuyển không gian xung quanh chiếc phi cơ của mình. Dàn phòng không của địch đã đồng loạt nã đạn lên không trung rập trời, tấn công xối xả vào chiếc phi cơ AC-119. Đợt tấn công đầu tiên gồm 4 quả đạn phòng không, nhưng không gây thiệt hại nào cho phi cơ cả. Mấy giây tử thần ngẩn ngủi trôi qua, phi hành đoàn lại cảm nhận thêm một tiếng nổ đơn độc khác. Dường như tiếng nổ lần này ảnh hưởng trầm trọng trực tiếp đến phi cơ. Toàn thân chiếc máy bay rung chuyển dữ dội theo tiếng nổ. Họ đã kinh hoàng nhìn thấy lửa đỏ lẫn miếng đạn phòng không phóng ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn chiếc phi cơ đã trúng đạn phòng không SA-7 của địch. Trung úy Trang Văn Thành bình tĩnh, một bản tính chung vốn có của những người phi hành. Họ đã được truy luyện lòng can đảm ngay từ những vòng bay đầu tiên. Đó là sự bình tĩnh, hành động chính xác và phải làm mọi cách để đáp bình an và toàn mạng xuống đất trước khi phi cơ phát nổ. Trung úy Thành dõng dạc trên máy điện thoại của phi hành đoàn. Ông công bố tình trạng phi cơ đang nguy ngập với lệnh đáp khẩn cấp. Phi cơ chúng ta đang bị trúng đạn phòng không. Tất cả nhân viên phi hành đoàn hãy bình tĩnh, ngồi vào ghế, buộc dây an toàn. Tôi đang làm thủ tục đáp khẩn cấp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Vừa ra lệnh, Trung úy Thành vội vã hạ mũ, nghiêng phi cơ về phía bên trái theo hướng phi đạo Tân Sơn Nhất. Trong ý nghĩ của Trung úy Trang Văn Thành đã có sẵn một quyết định rõ rệt. Ông bình tĩnh dặn dò các nhân viên trong phòng lái. Bằng mọi giá chúng ta phải mang phi cơ ra khỏi vùng đông dân cư quận Gò Vấp. Nếu phi cơ của chúng ta không lết kịp đến phi đạo, tôi sẽ quyết định cho phi cơ hạ cánh ngay tại cánh đồng vắng người xung quanh phi trường. Thượng đế đã cướp lấy cần lái phi cơ từ tay người phi công Việt Nam Cộng Hòa tài ba và dũng cảm Trang Văn Thành. Phi cơ vừa nghiêng bên trái, gia tăng sức ép của không khí đè nặng lên vết thương vốn đã trầm trọng nơi động cơ vừa bị phòng không SA-7 xé nát. Những mối giáp ở ba phần cánh, cánh trong động cơ và cánh ngoài của phi cơ đã bị rạn nứt khi đạn nổ, không còn chịu đựng nổi sức ép của không khí. Trung úy Trang Văn Thành kinh hoàng cảm nhận chiếc phi cơ không còn trong tầm tay điều khiển an toàn của ông nữa. Đồng thời hai chiếc bàn đạp điều chỉnh phương hướng của máy bay cũng đập mạnh về phía trước. Khi những dây cáp điều khiển nối liền từ cánh đuôi đến bàn đạp cũng bị giật đứt ra khỏi phi cơ. Phi hành đoàn bàng hoàng cảm nhận cái chết đã đến cận kề với họ. Đôi tay Trung úy Trang Văn Thành nhanh nhẹn chụp lấy cần lái, cố gắng điều khiển. Cùng lúc đó chân ông chòi đạp trên cần điều khiển cánh lái phi cơ. Nhưng điều đã lộng tét, không có một tác động nhẹ nào cả. Khi toàn bộ hệ thống dây cáp điều khiển, bộ cánh lái phi cơ đều bị đứt gọn. Sau đó thân phi cơ bắt đầu nghiêng độ hẳn về một bên. Các đồng hồ ngưng hoạt động, tốc độ phi cơ đứng hẳn giữa bầu trời và chuyển đổi sang trạng thái rơi tự do. Hệ thống điện bị cắt đứt, tất cả bắt đầu im lặng theo sự rơi tự do trong 40 giây mặc niệm cuối cùng của cái chết. Tỉnh Long 821 AC-119 là phi hành đoàn cuối cùng của không lực Việt Nam Cộng Hòa hy sinh cho Tổ quốc vào sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, ngay trên không phận vành đai phi trường Tân Sơn Nhất, thủ đô Sài Gòn. Tử thần đang chào đón họ trong 40 giây của sự sống cuối cùng, 40 giây để thở, tim vẫn đập, máu vẫn lưu thông, 40 giây của tâm hồn rối loạn để cảm nhận sự chết của một con người trước khi tất cả đều dập tắt theo tiếng nổ kinh hoàng. 10 giây sau cùng, Trung úy Thành đã nhắm nghiền đôi mắt, đầy lệ thương xót cho người vợ trẻ và hai con dại vẫn yên hữu trên thế gian. Họ đang lo lắng và chờ đợi một cuộc di tản không bao giờ có của người chồng, người cha đã hứa. Tâm hồn phi hành đoàn chìm vào bóng tối theo tiếng nổ long trời, hồn biển sát tan để đi vào cõi an lạc. Chấm dứt một đời kiêu hùng của những chiến binh trên không trung, để rồi tên tuổi của các anh vẫn sống mãi trong lòng người dân miền Nam Việt Nam và lịch sử của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.